trong buổi chiều nay. Vâng, thay mặt gia đình ban chúng tôi đúng 13 giờ 5 phút là vé thuận trai chính thức lên đường đi làm lễ xuân cho đôi trẻ trong buổi chiều nay. Vâng, thay mặt gia đình và chú rể duy chính ban chúng tôi xin trân trọng kính báo và kính mời. Vâng, thay mặt gia đình một lần nữa ban tôi xin trân trọng kính mời một vị trưởng đoàn. Xin mời ông ra tới trước hội trường để chuẩn bị các nghi thức đúng 13 giờ 5 phút là giờ tao loạn ngọn đào, là giờ lóng tạo nhiều tiền, là phá đoạn đời trai chính thức lên đường đi làm lễ xuân cho đôi trẻ trong buổi chiều nay.
sống quyết định về như bạn thay đang là tiền bước trở về trung tâm văn hóa tốt. Và ngay vào giờ này thì cũng xin được đáp mời của gia đình được các trân trọng mời được các vị chúng ta cùng tiếp tục ổn định cho mời cùng mời về tận tương tự kiểm tra tận đức và đề một và để đáp lại tình cảm và mong mọi người quý vị đại biểu quý vị quan khách cùng chờ bài thiết từ đây trong ngày vui đặc phúc hôm nay thì xin mời các chàng trai các cô gái trong ban nhất lần của thầy ngọc gái chúng ta cùng kinh khai triển khai công tác chầu trà nước thuốc để cùng nói tiếp những tình cảm và ngọc của thầy quý vị. Khắp tại Sơn Hà, chất lượng bạn trẻ trở về nơi tuần. Và ngày đầu tiên thay lời cho kết người thực hiện chương trình tiệc cưới của quê hương, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu, mời trà và cùng có những lời hãy đẹp đời mời hạnh phúc chúc tương lai cho đời bạn trẻ Thu Yến và Duy Chính trong buổi chiều hôm nay. Và thay lời cho gia đình cùng đời bạn trẻ Thu Yến và Duy Chính xin được gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các vị quan khách kính mến, vâng, thả phải nói rằng hôm nay thì đẹp tháng đẹp ngày, đẹp dân an phường dựng xây gia đình. Vâng, trải qua thời kỳ những đời mong thương hẹn hò và đến nước, cho tới hôm nay thì hai chữ tình yêu của đời bạn trẻ Thu Yến và Duy Chính cũng đã chọn, hai chữ yêu thương của đời bạn trẻ cũng đã chọn, và được sự thống nhất của đôi bên gia đình, sự tạo điều kiện của chính quyền hai địa phương. Và trong buổi chiều hôm nay, ngày 8 tháng 11 năm 2020, tức ngày 23 tháng 9 năm Canh Tý, tại trung tâm căn phòng hạnh phúc của gia đình họ là gái chúng tôi, hai gia đình cũng long trọng tổ chức buổi lễ ăn hỏi, nạp tài và xin cưới của đôi uyên ương Thu Yến và Duy Chính. Vâng, trở về tham dự buổi lễ đi ngôn hôm nay, thay lời cho thầy cùng ban tổ chức được trân trọng giới thiệu, có sự diện của các vị đại biểu, các vị quan khách, các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì cha chú bác lời ngoại đôi bên và con đời sống của các tổ chức cơ quan bạn bè đồng nghiệp của Thu Yến và Duy Chính từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đang cùng chờ với gia đình để cùng chứng kiến câu chuyện tình của đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa thưa quý vị và đôi bên cha mẹ đẹp lòng mà chồng cái hạnh phúc vun chồng cho con chứ chung chỉ hiếu vẹn tròn chứ tình ngàn nghĩa sắc son vợ chồng mai ngày nước nghiệp cha ông xây dựng hạnh phúc xa phong nhất nhà. Và thay cho ý mẹ lời cha, giờ này ban tổ chức được trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đình họ nhà trai sẽ có lời phát biểu giới thiệu tới các vị đại biểu, các vị quan khách, các cụ, các ông, các bà đại diện qua đình họ nhà trai hôm nay cùng trở về tới đình họ nhà gái
để thực hiện chương trình tổ chức lễ đính hôn với bạn trẻ. Vâng, xin được cảm trân trọng rất nhiều và trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình. Lần đầu tiên tôi xin gửi tới các cụ, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin được giới thành phần họ nhà trai chúng tôi gồm có tôi là chú của cháu Duy Tín là chú rể, đại diện cho họ nhà trai, và sau đó là bà nội là mẹ của tôi và là bà nội của cháu Duy Tín, sau đó là bác Đắc là trưởng tộc của họ, sau đó là bố của chú rể Duy Tín, và gồm có hơn các bà cô dì chú bác cùng bạn bè nam nữ của cháu Duy Tín. Trong cái buổi lễ mặn hôm nay, trải qua quá trình tìm hiểu quen biết yêu nhau và được sự thống nhất của đôi bên gia đình, nay ngày này tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có cơ gia tiên họ nhà gái cho hai cháu được đến duyên vợ chồng. Cũng mong các cụ tiếp nhận cơ đầu ăn hỏi để cho hai bên gia đình tiến tới buổi lễ thành hôn cho hai cháu vào ngày mai. Xin cảm ơn. Sau đây thì chào mừng đến quý vị cùng cảm ơn tất cả mọi người đến với buổi lễ hòa trai. Cùng hiện diện trở về từ gia của thầy Hoàng Hải trong buổi chiều hôm nay. Tôi là vừa rồi thì vị đại biểu đại diện thầy Hoàng Trai cũng có lời và Mỹ Ngọc để giới thiệu với các vị đại biểu, các vị quan khách đại diện thầy Hoàng Trai cũng như có những lời để có người chầu, có lễ vật để thực hiện thủ tục làm và ngọc của quý thầy đại biểu thầy Hoàng Trai. Ban tổ chức được trân trọng giới thiệu, trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho thầy Hoàng Hải sẽ có lời phát biểu giới thiệu với các vị đại biểu, các vị khách quý đại diện thầy Hoàng Hải hôm nay đang hiện diện tại trung tâm căn phòng hạnh phúc của gia đình, cũng như có lời phát biểu đón nhận cơ chầu lễ vật. Xin được trân trọng rất nhiều và trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông, quý bà, quý anh chị, quý cô dì, quý bác, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình được sự đồng ý của hai gia đình và qua tìm hiểu của hai cháu, gia đình nhà gái chúng tôi tiếp nhà trai hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu gồm có những thành phần những cụ như sau. Xin giới thiệu đây là ông bác của cháu Yến. Tiếp theo là ông nội của cháu Yến. Tiếp theo là ông chú của cháu Yến. Và đại diện một số ông bà, cô dì, chú bác trong họ mạc nhà chúng tôi tiếp đón các vị. Đồng thời hôm nay được tiếp đón gia đình họ nhà trai của các quý ông, quý bà, quý các cụ sang bên này có cây trầu để mà các cháu lên chuyên vợ chồng. Đồng thời là chúng tôi xin mời họ nhà trai các cụ giới thiệu lễ vật để chúng tôi thắp hương tổ đường. Xin mời. Chầu họ nhà trai chúng tôi rồi năm lễ, nhất là lễ chầu cao, đây là bánh kẹo và dầu liệu và khi tiếp tổ họ nhà nước. Vừa rồi thì vị đại biểu đại diện thầy Hoàng Trai cũng đã có giới thiệu đến các cơ chầu có lễ vật của thầy Hoàng Trai cùng trở về tiếp theo gái hôm nay. Họ nhà trai trao lễ, tôi đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin nhận lễ vật của bên nhà trai. Sau vâng, kính thưa toàn thể quý vị, vâng, vừa rồi hai vị đại biểu đại diện hai bên gia đình đã có những lời phát biểu về trao một lần cơ chầu của thủ tục ăn hỏi làm tài trong buổi chiều hôm nay của đôi duyên mới. Và giờ phút này thì hai ông trưởng đoàn đã cùng làm thủ tục trao nhận các cơ chầu có lễ vật. Vâng, vừa rồi xin mời các quý vị chúng ta cùng hướng mắt của mình chờ vào bên nhà để cùng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của đôi duyên mới Duy Yến. Vâng.
và cũng được sự công nhận của đôi bên chính quyền địa phương. Nay ngày này tháng tốt, mọi nhà ta chúng tôi có hơi đầu trên dưới để gửi tới kính gia đình họ nhà gái, xin phép cho mọi nhà ta chúng tôi ngày mai là ngày 24 được tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, vừa rồi thì vị đại biểu đại diện ngọc trai đã là đại biểu trai cũng là vắng ngọc và vị đại biểu đại diện quân ngọc trai vừa phát biểu vừa rồi. Thì giờ này ban tổ chức được phải trân trọng rất nhiều, trân trọng kính mời một vị đại biểu. Kính thưa quý ông, quý bà, quý các cụ, hôm nay hội nhà trai đã mang lễ vật đến xin cưới bên nhà gái. Đại diện nhà gái chúng tôi đã chấp nhận cái lễ vật của bên nhà trai và đồng thời đã đồng ý cho hai cháu bắt đầu từ giờ phút này lên duyên vợ chồng, và đồng thời là cũng chúng tôi sẽ bàn cũng thống nhất với nhau ngày giờ tổ chức cưới cho các cháu để bên nhà trai đón cháu gái cháu dâu của chúng tôi về bên nhà trai, và chúng tôi sẽ thống nhất với nhau để cho mọi điều tốt lành. Mong các chúng ta các cụ sự ăn trầu, uống thuốc, uống nước, và đồng thời chúng ta sẽ bàn thống nhất với nhau trong cái thời gian.